Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhảy bài Đế Vương. Bài này gồm 6 tổ hợp chính và một câu tác của bài 2 bước. Thì 6 tổ hợp này sẽ tập 2 lần, sau đó đến câu tác và đó sau đó đến một số tổ hợp của tổ hợp 1 đến 6 là hết bài. Để chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mình sẽ quay về cùng hướng với các bạn. Tổ hợp 1 gồm 2 câu 8. Bảy tám hai hai ba
như sau ạ. Thank you.